Chào mừng mọi người trở lại với T&L. Việc lắp đặt khóa vân tay cho nhà trọ, nhà phố, biệt thự đã không còn xa lạ đối với nhiều người dùng. Tuy nhiên, ở video này sẽ giới thiệu thêm một tính năng hiện đang được các khu trọ đặc biệt ưa chuộng. Đó là tính năng báo động khi quên đóng cửa hoặc đóng cửa không sát. Kỹ thuật viên sẽ tiến hành lắp đặt khóa và vân tay cố định vào cửa. Dây điện sẽ được đi âm vào bên trong để đảm bảo độ thẩm mỹ cho cánh cửa. Dòng điện được cấp cho hệ thống là dòng điện 12V DC, được cấp từ nguồn trung tâm nên rất an toàn đối với người sử dụng. Nguồn trung tâm thường được đặt bên trong và trên cao để hạn chế được kẻ xấu có ý đồ phá hoại. Còn đây là tính năng báo động quên đóng cửa. Khi cửa mở quá thời gian chờ, còi báo động sẽ kêu lên và nhắc nhở mình đóng cửa. Khi cửa đã được đóng sát lại thì còi báo sẽ ngắt. Sau cùng, kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn sử dụng vân tay, chìa khóa cơ cho khách hàng. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy thích video này thì hãy like, share và subscribe nhé. Tạm biệt mọi người.